Giờ đây thì con Alistar cấp độ 1 không tốc biến, bạn cũng không thể ôm trụ được. Alvaro sẽ quyết định như thế nào đây? Anh ta vừa dùng cú nghiền nát của mình xong, anh ta vẫn đang di chuyển về phía trụ để đợi đồng đội của mình dịch chuyển. Nếu như băng trụ thì chắc chắn Alvaro phải nằm xuống. Vấn đề là liệu anh ta có kéo được ai hay không đây. Ngay lập tức Matt Lane quyết định gọi thêm người để hỗ trợ phòng ngự trong pha này. Merwin đã lên được cấp 2, nhưng Alvaro chỉ cấp 1 không tốc biến. Anh ta bắt đầu bị đấm và anh ta nằm xuống một cách rất dễ dàng. Dừng lại chưa? Bên phía Melancholy vẫn đang ngắm nghía. Chính xác hơn là bên phía BLG vẫn đang ngắm nghía. Bin vẫn là một con nai có độ hao thôi. Đâm quick trúng, làm chóng thành công. Merwin mất tốc biến đi. Sát thương đến từ Elk là rất nhiều. Bin đã tanh thành công. Tất cả những người bên phía BLG đều có một hit bắn đến từ trụ nữa. Và Merwin làm như thế nào đây? Có đòi điều hay không? Không. Sẽ đòi để bắn gục. Và quay nằm xuống. Một tình huống xử lý và BLG đã tổ chức pha băng trụ hai nhịp, nhưng tới nhịp thứ hai thì khi không còn quá nhiều tài nguyên và đặc biệt là máu thấp, họ đã phải nhận một thất bại cực kỳ lớn trong tình huống băng trụ vừa rồi. Sante pha xử lý cực kỳ hay của Merwin đem về double kill cho ta với sự hỗ trợ của trụ. Alvaro cũng có mặt ở đây, Suba cũng đang có mặt ở đây và Merwin cũng tương tự như vậy. Nai không có phi hồ, vẫn đang đứng trước khu vực của tầm nhìn đối phương. Anh ta đã bị hất tung lên. On cũng tới để bảo kê cho Nai. Anh ta cũng đang bị tấn công, sau đó là cú đấm của Quay đem về điểm hạ gục cho El. BLG có câu trả lời của mình. Nathaniel đang chạy tới nhưng không cứu được Quay. Melancholy cũng có câu trả lời cực kỳ đánh thép. Họ chuyển mục tiêu qua On. Merwin đang có Q3 của mình. Anh ta đang nhìn. El cũng đang di chuyển. Merwin lao lên. Anh ta không tìm được ai cả. Nhưng Enduja thì tìm được. Quetta kiểu thành công. Enduja có mạng. Đây có thể coi là ngưỡng sức mạnh khá quan trọng của BLG với tả xung hữu đột và phi hộ sẵn sàng. Và đây là combo mà tôi vừa nói tới. Nai đã né đi Quetta kiểu hung gió thành công. Combo này không né được. Rất an toàn mà thôi. Khi mà tốc biến đã bị lấy từ nhịp trước đó đến từ chính bộ đôi đường giữa và dừng đến từ BLG luôn. Và Nai cũng rất tỉnh táo và bình tĩnh trong pha thi đấu vừa rồi. Anh ta không vội phi hồ lên mà lách nhẹ cái tình huống khai thác kiểu từ Festival Wii, và sau đó thì mới phi hồ lên và hôn gió dồn sát thương và khống chế cứng cùng với Way để đòi lại điểm hạ gục vừa rồi ở khu đường giữa. Một ván thi đấu mà nhìn về các vị trí chủ lực thì bên phía Melancholy vẫn đang gặp rất nhiều sự khó khăn. Enyuya bắt đầu di chuyển vào bộ đôi của BLG, không có tốc biến. El đang tạm thời lui ra. Enyuya vào vị trí tốc biến lên, giam cầm chỉ được một người mà thôi và họ chấp nhận dứt điểm On ở trong pha này. Điểm hạ gục đầu tiên cho Sumba. Đó là những cái sự nỗ lực rất đáng khen đến từ bên phía BLG để có thể rút lui trong nhịp vừa rồi. Nhưng khi Elioja đã có một góc giam cầm quá là khó chịu thì bắt buộc là một trong hai người phải ở lại mà thôi. Và thậm chí El cũng đã phải đầu tư cho mình đó là chiêu cuối để có thể thoát ra kịp thời trong nhịp vừa rồi. Thì để xem bên phía của Balancoy sẽ xử lý như thế nào với những con sâu này mà thôi. Họ đã có hai sâu rồi, cố gắng có thêm hai sâu nữa sẽ là tuyệt vời. Vì dù sao với đội hình có khả năng đẩy cánh như Tristana, nhưng mà đây là chúng ta xạ thủ mới khó. Để xem hai bên sẽ xử lý nhau đây. Đã có ba sâu. On đã mở, hung gió thành công, họ dùng sát thương và dứt điểm nhanh một con bò không có bất khuất. Nhưng mà Win từ phía sau lao tới giam cầm cực kỳ đẹp, với ta cứu cũng đẹp. BLG đang phải rút lui, El thấp máu, mà Win tràn tới, El gục cả sau bùng nổ sức mạnh. Và Nai cũng chỉ có thể chạy mà thôi. Pha trao đổi này tôi nghĩ là bên phía Matt lời chắc. Họ có điểm hạ gục dành cho vị trí của Fesco Wii và họ có được 5 sâu hư không. Trong tình huống vừa rồi, những cái nỗ lực đến từ BLG khi họ đã có được hai rồng, họ vẫn muốn kéo lên cánh trên với một cái lượng tài nguyên vẫn đang còn tương đối nhiều. Vì nhìn chung thì vẫn là một cái sự cân bằng từ hai bên mà thôi, từ lượng tiền cho tới mục tiêu. Một bên thì có 5 sâu, bên còn lại thì có 2 rồng. Thì để xem bên nào triển khai tốt hơn trong trận giữa game. Aoya tìm góc bọc đầu nhưng tạm thời là chưa tấn công. Bên tấn công trước là BLG. Vesengalki là người đang bị giữ chân lại, nhưng mà sát thương chưa đủ sức dứt điểm anh ta. Còn Quay thì cũng thấp máu lắm rồi. Enduja lao tới, Suba nhảy lên, nhưng ta cũng không có sát thương dứt điểm. Người nằm xuống đầu tiên là Alvaro. El lao lên muốn tấn công một Suba nhưng không được. Enduja đang che cho đội của mình nhưng ta nhận hết sát thương từ BLG và anh ta nằm xuống. Giao điện nổ và El có được hai mạng. Anh ta có dứt điểm được Fiskawi hay không? Có luôn, mạng dành cho Nai. Và chúng ta vừa mới nói tới những cái sự nỗ lực của Melancholy để có thể giành giật lại những lợi thế trong dạng đầu trận. Thì BLG cho thấy bản lĩnh của họ, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch LPL với một pha giao tranh rất tuyệt vời. Khoảng chừng 30 phút đổ về rất là quãng thời gian đẹp để cho BLG có thể kết thúc ván thi đấu đầu tiên này của họ, trận gia quân của họ. Ôi, đọ súng lên hai sâu. Ôi, một tình huống mà Elk đã lựa góc bản năng sát thủ không đẹp lắm. Mà đơn giản là Supa sút về cho trụ hứng mà thôi. Trong khi đó, Bin đang cần phải tích điểm để hóa na khổng lồ. Trụ một đường dưới đang chuẩn bị có cho BLG. Trụ một đường giữa chắc chắn cũng sẽ có cho BLG. Enyuya và đồng đội đang cần phải mở để chống cái thế macro của đối phương. Nhưng liệu họ có đủ sức dứt điểm nhanh Bin hay không? Bin sắp có na khổng lồ nha. Quét ta kéo không có làm choáng.
Bin chuẩn bị con nàng khổng lồ, còn đồng đội của anh ta đang đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Bin câu được bao nhiêu thời gian đây? Anh ta vẫn đang câu rất tốt, tốc biến vẫn còn, chiêu cuối vẫn còn. Còn trụ của Melian coi đường giữa thì mất rồi. Bin đẩy Andruja ra, tốc biến thoát Homerwin. Quét tạc kèo cuối cùng cũng trúng, sát thương tất cả mọi thứ dồn vào Bin. Andro cũng chặn đường, combo thành công. Bin nằm xuống nhưng rõ ràng là BLG lời. Bin nằm xuống nhưng rõ ràng là quá hài lòng đến từ bên phía của BLG khi họ có được cả đó là trụ hai đường giữa của Melian coi. Và con rồng này thì vẫn đang nằm nguyên ở đó, không có gì khó khăn cả. Và với một cái lượng lớn tài nguyên mà bên phía Melian coi đầu tư vào Bin thì họ không tự tin để có thể vượt con rồng này. Bây giờ dịch chuyển đến từ Nai. Nai dịch chuyển trước mặt của Andruja, anh ta hung gió để có thể tạo khoảng cách. Andro đang bị bắt lại, bất bất khuất để chạy. Còn ở khu vực cánh dưới tôi đang thấy rằng Riskawi đang bị giữ chân rồi, thôi xong. Đi. Điểm hạ gục dành cho Nai mà thôi. Một tình huống mà Wei cũng rất là đồng đội, đợi cho tới khi Nai tới và nhiều điểm hạ gục này. Mà như đã nói, với cái lượng lớn tài nguyên mà bên phía của Malen Coi đã đầu tư để bắt Bin thì họ không còn cách nào để có thể tấn công vào con rồng thứ ba này cả. Và sẽ là rồng 3 trong khoảng chừng 18 phút thi đấu dành cho bên phía của BLG. Một tốc độ ăn rồng cực kỳ là kinh khủng. Bây giờ số 3 mới tới. Con Kristana này mặc dù nhìn chỉ số thì không tệ nhưng mà nó vẫn đang cảm giác là nó bị yếu đúng không? Mở rồi, hút gió thành công. Viari thì làm sao Nai với Wei sai được. Alvaro có bất khuất nhưng Fiskawi thì đi rồi. Sát thương gần như là 40% sát thương của Matt đã mất. Quá khó rồi. Lúc đó là El đã xong hai món từ khá là lâu rồi. Còn Suba mới lỡ dở chưa xong cái trang bị lớn thứ hai. Thì nhìn anh ta bị yếu, thực ra thời gian nó cũng chưa phải là dài lắm, mới chỉ phút 19-20 mà thôi. Vấn đề là BLG đang lấy được rất nhiều thứ nha. Thì sao? Merwin đang lòn. Anh ta đang có một góc lòn khá đẹp nhưng bữa nay là bắt được ai đây? Bị phát hiện rồi. Anh ta đang phải là người nhận toàn bộ sát thương của bên phía BLG. Đi ngang qua mắt. Rất nỗ lực đến từ Merwin để có thể tạo ra được một bất ngờ dành cho bên phía BLG. Và nếu như đó là bất ngờ thì may ra mới có cơ hội để cho Malen Coi có thể tạo ra một pha tranh. Nhưng mà với một tình huống mà Merwin đi thẳng vào tầm nhìn đến từ bên phía BLG thì quá khó rồi. Andruja, phép màu nào đến từ sư tử Madrid hay không? Andruja, anh ta không có nhiều thông tin lắm trong hang Baron. Họ có thông tin nhẹ nhàng thôi, không gió đã trúng. Andro là người thấp máu, Baron có rồi. Quay mở, đấm thẳng vào đội hình. El đã bản năng sát thủ lao vào. Nhưng Andro cover cho Suba tốt. Suba tốt biến lên đẩy El ra. Anh ta bị làm choáng bởi On. Gục ngã. Đội hình của Matt lên coi. Nằm xuống liên tục, họ mất hai nguồn sát thương chính. Hy vọng là chờ tới con rồng thứ tư thì chắc là rồng thứ tư cũng chả có cạnh tranh đâu. Khi mà Baron đang có trên người các thành viên của BLG thì Matt lên coi tất cả trụ dàn ngoài của họ đã vỡ. Chỉ xong khoảng chừng hơn 20 phút thi đấu mà thôi. Không có cách nào để cho bên phía Malen Coi có thể kiểm soát con rồng này cả, trừ khi họ di chuyển cả 5 người ra và bắt lẻ được một ai đấy. Chứ còn nếu không thì nhìn vào thậm chí kể cả Nai luôn, sát thương của anh ta cũng là rất nhiều. Thôi xong, Bin lao vào hất tung chỉ được một người mà thôi, nhưng quá đủ để cho đội hình BLG từ từ tìm kiếm mục tiêu của mình. Họ tả súng hú đột vào xanh tê luôn thì chịu rồi. Họ bây giờ cứ thấy ai thì dứt điểm thôi. Double kill cho Nai. Tiếp tục là những màn hạ gục. El xin được một mạng, sau đó thì Wei cũng có mạng. Và giao tranh cực kỳ nhẹ nhàng cho BLG và họ sẽ dứt điểm ván đấu này với chỉ khoảng chừng 25 phút. Sẽ là thế cái thế sân bay mà thôi. BLG đã có được 3 nhà lính siêu cấp rồi. Nhưng bù lại Baron thì không còn nữa. Họ chỉ còn những đợt lính thường mà thôi. Khả năng phòng ngự đến từ Baron coi vẫn sẽ là có với Tristana và Syndra. Thì để xem bên phía BLG họ có muốn kết thúc luôn với những đợt lính siêu cấp tiếp theo đẩy tới không, hay là sẽ chơi một bài toán nó an toàn một chút xíu là lùi về và đợi một cái mục tiêu nào đó nó cụ thể hơn, có thể là có Baron chẳng hạn. Thôi đợi gì nữa. Đợi mà là đợi Bin tích địch nộ để hóa na khổng lồ giao tranh cuối. Chứ bây giờ đi về không được đâu. À, người mở là Melen coi họ bắt được ra nhưng on vào cực đẹp. Chênh lệch về tiền giữa hai đội là quá nhiều. Tôi nghĩ rằng không khó khăn để cho BLG có thể dứt điểm ván đấu này sau nỗ lực từ bên phía của Melen coi. Đúng là như vậy. 26 phút, 27 phút là xong. Đánh hết giao tranh Bin với Lena khổng lồ. Và BLG không cần đợi mở tranh. Họ để cho Melen coi mở trước. Và sau đó thì hủy diệt hoàn toàn bên phía Malen Coi mà thôi, với cái lượng sát thương quá khủng khiếp đến từ đội hình của BLG. Và 1-0 dành cho hạt giống số 1 của LPL. Netrai, tôi nghĩ rằng bên phía của Malen Coi có thể, tôi không biết là có thể dùng từ hài lòng được không. Họ đã có 10-15 phút đầu khá là ổn. Nhưng mà rất tiếc là họ đang đụng phải một BLG ngày hôm nay phong độ vẫn ở mức tốt và đành phải chấp nhận thất bại trong trận đấu mở màn vòng thụy sĩ của mình. BLG dù sao cũng làm đến chuyên thế giới với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đúng là như vậy. Rõ ràng đây là một cái ván thi đấu nó cho thấy rõ ràng cái quyết tâm của họ là như thế nào khi chỉ phải đối diện với một đội đến từ Pool 4.